hành trình đi tìm con nuôi của người đàn ông tốt bụng miền núi xứ Nghệ. Chúng tôi gặp ông Cục Văn TH, sinh năm 1970, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Linh Thị Tuyên, sinh năm 1977, trú tại xã Chư Lưu, huyện Kỳ Sơn và Mông Văn Long, sinh năm 1973, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán trẻ em. Bị hại trong vụ án này là em Lưu Thị L, sinh năm 2000, trú tại huyện này. Vì nhiều lý do, cô bé đã ủy quyền cho ông Cục Văn TH đến tham dự với tư cách người đại diện hợp pháp cho bị hại. Được biết người đàn ông này là cha nuôi của cháu L. Tại phiên tòa, đôi mắt ông đượm buồn khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đọc bản cáo trạng về vụ án. Được biết, bố L bị bệnh tật, ốm yếu, mẹ cô bé bỏ đi sang Trung Quốc khi cô bé còn nhỏ. Người cha không lâu sau đó cũng qua đời. Người đàn ông này đã nhận L về nhà nuôi. Ông TH đã dành tình thương cho cô bé và xem như là con gái ruột của mình. Ông không ngờ được rằng con mình mới 8 tuổi mà họ cũng lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ. Từ khi biết con mình bị lừa bán, người đàn ông này càng đau khổ hơn. Ông không ngờ L phải trải qua những tháng ngày cay đắng, tủi nhục đến như vậy. Theo đó, vào khoảng tháng 5 năm 2009, Linh Thị Tuyên đã gọi điện cho Long nói nếu có người muốn đi Trung Quốc thì gọi điện cho mình. Khoảng 3 ngày sau, cháu Lương Thị L đến nhà chơi với con gái Long. Tại đây, Long hỏi cháu L có muốn sang Trung Quốc để gặp mẹ không. Cháu L liền đồng ý. Tuyên cho Long biết nếu đưa L sang Trung Quốc bán được nhiều tiền thì sẽ trả tiền công cho Long nhiều, nếu ít thì sẽ trả ít. Người đàn ông này đồng ý và thống nhất địa điểm để gặp cháu L. Sau đó, Long dùng xe máy chở L từ nhà đến cầu Khe Tăng, xã Chư Lưu để giao cháu L cho Tuyên. Sau đó, người phụ nữ này đưa cháu L bắt xe ô tô khách ra Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tại đây, Tuyên giao cháu L cho một người tên Ly, không rõ lai lịch địa chỉ. Người phụ nữ này trả cho Ly số tiền 25 triệu đồng và hứa khi bán cháu L xong sẽ trả thêm 10 triệu đồng nữa. Sau đó, Tuyên trở về nhà mình và đưa cho Long số tiền 20 triệu đồng. Tuyên giữ lại số tiền 5 triệu đồng. Số tiền phạm tội mà có, hai bị can đã tiêu xài cá nhân. Cháu L bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc về làm vợ. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019, cô bé đã bỏ trốn về nhà anh Cục Văn TH. Anh TH nghi ngờ con gái nuôi của mình bị Long bán sang Trung Quốc nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Sơn. Tuyên và Long bị công an triệu tập lên lấy lời khai ngay sau đó. Bố nuôi của L cho biết L đi không hề nói với gia đình. Thời điểm đó, người đàn ông này phải bỏ dở công việc đi tìm con khắp nơi. Tuy nhiên, càng tìm càng tuyệt vọng vì không hề thấy tung tích của L. Hỏi bạn bè cũng không ai biết L đi đâu, đi với ai. Ông đi tìm khắp nơi, từ bến xe cho đến cửa khẩu nhưng không thấy con đâu. Sau thời gian tìm kiếm không thấy, anh TH đành quay trở về nhà nhưng không thua dọ là tin tức của con gái mình. Ai có thông tin gì dù là mong manh anh cũng lên đường đi tìm. Thế nhưng vô vọng, mãi đến 10 năm sau anh mới nhìn thấy đứa con gái của mình bằng xương, bằng thịt trở về. Số phận con bé đã khổ rồi, nó còn bị lừa bán sang Trung Quốc nữa. Từ nhỏ thiếu bóng dáng của người mẹ nên khi nghe Long nói sang Trung Quốc sẽ được gặp mẹ, con bé đã đồng ý ngay. Mãi đến 10 năm sau khi L trở về chúng tôi mới biết con bé còn sống. Con bé kể mình thường xuyên bị nhà chồng đánh đập, thậm chí L còn bị bọn chúng đập cho đờ người. Sau khi về lại Việt Nam thì L đã ra ngoài Hải Phòng để làm công nhân, ông TH lạc giọng nói. Mới 8 tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, không biết cô bé đã chịu bao nhiêu khổ cực ở xứ người. 10 năm dài đằng đẵng chịu khổ cực ở xứ người, may mắn L vẫn tìm cách trốn được về Việt Nam. May mắn hơn, L chưa có con nên cũng không lưu luyến và ràng buộc gì. Vì cuộc sống mưu sinh nên L xin phép gia đình ra Hải Phòng để làm công nhân. Hy vọng rồi đây L sẽ dần quên được quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Linh Thị Tuyên và Mông Văn Long mỗi người 11 năm tù giam về tội mua bán trẻ em. Về phần dân sự, hai bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền 80 triệu đồng. Minh Tâm.